pha cái mã của màn hình của máy Oppo như thế nào. Cái này phá bằng tay không được nha, tắt đi phá bằng tay cho xem. Đây là Oppo F3, độ bảo mật siêu cao. Nhìn nha, bật lên không được này. Đây lên rồi. Đây. Wi-Fi không được nha các bạn nha. Đấy, phải có mật khẩu màn hình thì mới được. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ phá mật khẩu này như thế nào? Như chúng ta đây là chung này. Vòng này là xuống luôn rồi, vòng này. Thì nó có rồi mình ấn vào start đâu nhé. Đấy, cái này chắc là được, cái kia chắc là zoom nó bị lỗi rồi, nó không được nữa. 426 đây này, biết cái này 4 giờ 2 giờ. Về chỗ mẹ ở ngoài đi trên này không ạ? Rồi cho mình sẽ copy file này vào copy. Để vào trong này lúc nào có mình sẽ sử dụng nó. Khi bắt đầu start đã hiện hết chạy các check của mv-5 thì chúng ta nắm cắt. Ta ấn hai phím volume xong cắm cáp USB vào là tự chạy, nó nhận driver. Đây, bắt đầu nhận driver là bắt đầu cái dòng xanh xanh kia bắt đầu nó chạy. Đấy, bắt đầu chạy luôn. Khi chạy xong là tất cả các mật khẩu các thứ là nó mất hết. là trộn tiêu biệt thôi. Cong đưa từ đây, cong đưa vào. Rồi, tiếp theo. Đây là thẳng nhá. Cong đưa vào. Nhập mật khẩu vào. Viết lại. Xong. Cong đưa. Tiết lộ. Đưa vào, tiếp theo. Đưa sang đã. Cong đi, đưa sang. Cong vào, đưa nữa sang. Cảm ơn. Rồi, đưa xuống, cong vào. Cong vào, khoanh đi. Bỏ qua. Kéo đổ xuống. Kéo đổ xuống dưới này đi, nó vòng chưa? Bỏ qua cái này đi, bỏ qua. Tiếp tục. Bắt đầu. Thế là xong, ok.